Thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì họ được trải lòng trong công tác hội và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ chuyên môn là sức mạnh tổng hợp giúp cho mỗi chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở luôn vững tin hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ xây dựng hội phụ nữ công an thành phố ngày một vững mạnh. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi xin được nhắc về họ như một nỗi yêu thương không thể thiếu trong cuộc sống này. Gắn bó với công tác hội từ rất lâu, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Khối Cảnh sát Nhân dân Công an thành phố, được biết đến như người chị cả, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, gương mẫu, trực tiếp tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm được 80 lượt. Là thành viên mạng lưới cán bộ tư vấn phòng ngừa và ứng phó bạo lực phụ nữ và trẻ em thành phố, Trung tá Thủy còn trực tiếp xây dựng mô hình cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư tại cộng đồng tại phường Bình Hiên có 3 thanh thiếu niên tiến bộ. Rất là vui khi là được cảnh sát cũng như là bản thân chị Thủy cũng như là công an Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã luôn hỗ trợ đồng hành cùng địa phương giúp đỡ cho những hội viên phụ nữ khó khăn. Là một trong 6 gương mặt cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu của công an thành phố năm 2023, Thiếu tá Thái Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Công an quận Thanh Khê đã rất năng nổ hoạt bát trong phong trào nuôi heo đất vì người nghèo. Bản thân chị đã đóng góp và vận động chị em hội viên cùng cán bộ chiến sĩ công an quận hưởng ứng với 211 con heo đất trong 10 năm qua với tổng số tiền là 750 triệu đồng. Từ đây, những ngôi nhà tình thương được dựng nên, hàng chục trường hợp khó khăn đã được giúp đỡ. Bản thân tôi cũng như ban chấp hành cũng luôn nêu gương tinh thần mà tiên phong để mà tham gia cũng không những phong trào nuôi heo đất mà các phong trào khác để thì như vậy mới làm gương cho chị em phụ nữ cũng như là lôi cuốn được cán bộ chiến sĩ toàn công an quận tham gia. 8 năm gắn bó với công tác hội, Trung tá Ngô Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở phòng hậu cần, công an thành phố đã tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức nâng cao công tác khám chữa bệnh, chăm lo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ của đoàn công an thành phố, đưa vào hoạt động bộ phận khám, điều trị cơ xương khớp và phục hồi chức năng tại trụ sở công an thành phố với hơn 600 lượt cán bộ chiến sĩ điều trị, tổ chức khám bệnh phát thuốc cho các hộ chính sách và bà con nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang. Công an về khám chữa bệnh cho người chính sách và nhân dân, chú thấy rất tuyệt vời. Bây giờ thí dụ như có cái điều kiện, có cái trường lúc nào phù hợp với tình hình lúc nào thì được sự quan tâm của cái lớp trẻ y bác sĩ của ngành công an hiện nay của thành phố Đà Nẵng thì về giúp cho người chính sách và nhân dân của xã Bắc còn nhiều cần thốc. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chị những bông hoa tiêu biểu của công an thành phố với ngọn lửa đam mê dành cho công tác hội vẫn đang từng ngày kiên trì thổi bùng lên khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào phụ nữ của toàn lực lượng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các chị vẫn luôn mạnh mẽ, đối diện và vượt qua bằng tinh thần trách nhiệm của người dự lửa công an nhân dân, mang đến những giá trị bền vững cho sự phát triển của tương lai.